Mẹ mẹ ra đây sao nào mẹ? Hai mẹ bảo là mẹ chuẩn nghiêm túc. Bình thường mà. Đẹp gì? Cái này thì làm cho cái gậy chẳng ngồi đâu được. Tại vì mẹ đâu có make up gì đâu. Làm cho cái gậy chẳng ngồi đâu được. Rõ ràng cái kính rất đẹp, chỉ có mỗi vì cái mặt của mẹ xấu thôi nhá. Tự nhiên mẹ đổ ăn cho cái kính là cái kính xấu. Cái kính rất là đẹp nhưng mà tại vì mẹ xấu thôi nhá. Hãy bảo là chụp nghiêm chỉnh. Nghiêm chỉnh cái này đúng phải đeo gì ạ? Hả? Cứ đóng thì kệ, đâu sao đâu ạ? À tí nữa con đóng. Hello cơ chế. Xếp đồ đi. Đang xếp đây. Rồi hôm nay mẹ Hiền mặc bộ đồ rất là đẹp nha. Rồi sexy. Bộ đồ này hơi bị đẹp. Mua tặng cho mẹ em cái kính xong mẹ em quay ra mẹ em bảo là chụp ảnh xong mẹ em bảo ôi kính như kiểu hội người mù. Kính quá xấu. Xong em bảo mẹ em là không phải là kính xấu mà vì mẹ xấu thôi. Bản thân cái kính nó rất là sang chảnh và rất là đẹp. Chỉ có mỗi mình cái mặt của mẹ là quá xấu thôi. Răng thì thi nhau làm lớp trưởng. Chuẩn bị đồ đi, ngày mai đi đây. Con sẽ sơn móng tay để ngày mai đi chơi cho nó ăn chơi. Cái gì ạ? Cái gì? Con phải sơn móng tay móng chân cho mẹ á. Này, có lâu nhá, nghĩ sao? Mẹ có biết là không thể giúp nhau được. Giúp nhau là phải có tiền. Mẹ trả tiền đây. 2 đô á, không ăn thua. Sơn móng chân móng tay là thôi mà mẹ có tiền mẹ đi ra tiệm đi. Trời ơi. Ra tiệm không biết đường à? Đâu có đâu mai bây giờ tất cả mọi người đều soạn đồ để ngày mai đi. Anh em sẽ đi soạn đồ cho mai đây này. 6 giờ ngủ phải ngủ dậy rồi bố ơi. 7 rưỡi là từ nhà đi, từ nhà đi, còn 6 giờ mình ngủ dậy mình đánh răng rửa mặt rồi mình ăn sáng nữa chứ. Còn 7 rưỡi là lúc đấy là bắt đầu là có lên là đặt vé rồi. Đấy, ôi giời ơi. Không, mẹ ơi. Bà ơi. Bây giờ cái người đàn ông duy nhất trong cái nhà này lại đòi xem Sống Chung Với Mẹ Chồng. Trong khi hôm trước bảo là ai là cái fan cuồng cái bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng là những người nông cạn, kiểu cái gì không có chiều sâu. Bây giờ lại bảo ô mày mở Sống Chung Với Mẹ Chồng cho bố xem đi. Mở xem mình như nào, tức là bây giờ là chỉ xem để biết thôi chứ không hay đúng không? Không hay mà lại bảo mở để xem Sống Chung Với Mẹ Chồng. Xem. Mẹ ơi. Anh An cho mẹ cái gậy này mẹ làm một người mù này. Anh An tặng cho mẹ Hiền. Anh An tặng cho mẹ Hiền cái cây gậy để mẹ Hiền để gọi là làm sao gọi là hội người mù luôn. Ngày mai mẹ ơi, ngày mai có khi là mẹ được đi vé VIP luôn đó. Tại người ta sẽ nhường đường cho những người mù mà. Đâu bây giờ mai sơn móng tay. Mẹ có sơn móng tay không? Ô quên phải tẩy móng chân đã, quên. Rồi. Sơn móng tay của Innisfree nha. Các chế mua đi. Ai mua sơn móng tay đây? Ôi ai mua sơn móng tay không? Ôi má ơi, ai mua sơn móng tay đây? Sơn móng tay đi các má ơi. Giao từ giờ đến ngày mai luôn. Giao đến lúc nào các má mua sơn móng tay thì thôi. Ai mua sơn móng tay Innisfree đây các má ơi. Có cái gì mang nhiều đồ vậy anh An? Anh An mang nhiều đồ vậy, mang chơi gôn hả? Đi chơi gôn hả? Anh An có cái túi chơi gôn rất là to. Bây giờ bắt đầu mới đi. Ôi dồi ôi. Nhưng mà túi chơi gôn anh An lại mang đi bỏ quần áo. Thế bây giờ bố họ có muốn xem Sống Chung Với Mẹ Chồng không kìa? Bật đi à? Vẫn bật đi à? Vẫn muốn xem à? Hạnh kìa.
mà thôi, tối hôm nay cai nghiện sống chung với mẹ chồng đi, xem cả ngày hôm nay rồi còn gì nữa. Nghỉ một hôm đi, để ngày mai rồi tiếp tục xem sống chung với mẹ chồng đi. Bố phan cuồng sống chung với mẹ chồng đấy à. Kinh, chứng tỏ là bây giờ vẫn ham hố sống chung với mẹ chồng hơn là đi chơi đúng không? Bao nhiêu tiền một lọ à? Bao nhiêu tiền một lọ sơn móng tay đấy Hạnh ơi? 80.000 đúng không nhỉ? Nhớ không? À 85.000 đúng không nhỉ? Hết sale rồi, 85.000. Ai mua sơn móng tay đây? Ai mua sơn móng tay không? Sơn móng tay đẹp quá, rẻ quá, mua luôn đi các má ơi. Thôi để các má để em ai mà sơn móng tay không? Không có nha, mai sơn sơn sẽ có ba cái ba, có nhiều màu lắm. Đợi em tí. Sống chung với mẹ chồng. Sống chung với mẹ chồng phim tầm mấy chút? Tầm mấy? Đâu chị Mai, bây giờ sơn móng tay nè, để ngày mai đi chơi nè. Anh An sẽ giúp Mai soạn đồ, còn mẹ Hiền sẽ soạn đồ cho tất cả mọi người. Sau đó, mẹ ơi nhớ mang mì tôm nha. Mẹ ơi. Mẹ ơi, nhớ mang mì tôm nha. Tại vì có mì tôm thì biết đâu mà đói quá thì sao? Cho bé thôi bà Hạnh ơi. Tại vì nhà em book khách sạn rồi nhưng mà nó là cái đồ ăn của bọn Indo, nó không có của bọn Indo, nó không có được ngon đâu các má. Cho nên là sẽ mang thêm cả mì tôm nếu trong trường hợp thèm quá, thèm đồ ăn quá mà không có cái gì ăn thì sẽ ăn mì tôm. Đùa chứ ngày mai nhà em có đặt cái barbecue ấy, như kiểu đồ nướng ấy. Nhưng mà gọi là cứ mang mì tôm đi, ăn được thì ăn, chả ăn được thì thôi. Mất gì đâu. Hả? Mang 4 gói á, nhà mình có 5 người mà mẹ mang 4 gói, mẹ nhịn nhá. Ôi giời, thế nhớ, mẹ nhớ nhá. Mẹ nhớ nhá. Mẹ nhớ nhé. Mẹ nhớ nhé, mẹ thề đi. Mang 4 gói thôi và mẹ sẽ không được ăn. Lúc đấy mẹ đừng xin ai hết. Ok. Mẹ sẽ không bao giờ ăn. Bà nghe thấy chưa? Con gái của bà đã tuyên bố rằng là con gái của bà sẽ không ăn mì tôm. Ok, được thôi. Hãy nhớ lấy lời thề này, nếu ngày mai mẹ mà đòi ăn mì tôm thì đừng trách. Đùa chứ ngày mai có đồ nướng mà. Ô, sao không xem được sống chung với mẹ chồng? Bật tivi lên, mở YouTube lên có mà. Cứ thu đây bảo làm gì vậy? Thu xong phát à? Thu xong phát đấy. Như thế này người ta gọi là gì à? Live stream à? Live stream. Live stream cái gì? Bố đọc cho nó đúng chuẩn tiếng Anh. Con gái lấy chồng Tây, bố phải đọc đúng chuẩn tiếng Anh, nó phải có chữ sờ. Live stream. Không phải đọc là live stream được. Live stream. Live stream. Live stream. Đấy, anh An đang đọc đấy. Anh An đọc live stream đi anh An. Đọc nó phải có chữ sờ và nghe nó mới sành điệu. Ok. Chặn luôn. Khổ thân mấy cái má nào mà cứ gọi là cứ rảnh. Má nào mà cứ rảnh mà vào đây á, má nào mà rảnh mà vào đây gọi là sao? Mà chửi em đó, vừa xong có một má rảnh quá chửi em vừa block rồi. Nhưng mà thôi, nếu mà đã vào đây rồi thì em sẽ gọi là sao? Em sẽ làm cho các má một điều này. Đó chính là xin cảm ơn các má đã vào đây. Comment lập đích giả để cho em đợi tí em để em sơn cái móng chân tí đã các chế. Nhà chị sang chơi mấy hôm rồi, chơi được cho bé tí bố ơi. Nhà em sang được mấy hôm, sang đây được mấy hôm rồi nhà? Mẹ ơi 1, 2, 3, 4 hôm rồi, 3 hay 4 hôm rồi á.
cho mọi người đi, mọi người đi chơi được cũng được nhiều nhiều rồi, cho mọi người đi sở thú này, đi ra bờ biển này, đi ra sở thú này, đi ra chùa này, đi ra đâu nữa nhỉ, đi ra khu vui chơi ở bên Sentosa này đó, đi được từng đó rồi. Ngày mai mọi người cho mọi người đi Indo nữa, cho mọi người đi 2 ngày bên Indo. Ôi giời ơi, có má ơi, má nào mà có ghét tôi đó, mời có má mua sơn móng chân móng tay đi có má ơi, bớt ghét tôi lại đi có má ơi, thời gian ghét tôi có má mua sơn móng tay ủng hộ tôi đi có má ơi. Ai mua sơn móng tay đây, sơn móng tay móng chân rẻ luôn, 85.000, mua đi. Ai mua sơn móng tay không? Mang hai cái quần sóc đi. Không mua, tại sao lại không mua? Sơn móng tay có 85.000 thôi, tại sao bạn kia không có muốn mua sơn móng tay của Mai vậy? Mua đi. Mai cũng phải đem vào túi đi. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Mua cái sơn móng tay về mà dùng cho nó vui. Đẹp quá à. Cái này là cái sơn base, cái sơn đầu tiên đó, cái nước sơn đầu tiên đó các má. Cái này có vitamin E nè, dưỡng móng chân móng tay nè. Tại sao không mua vậy? Tại sao người ta kêu mua sơn móng tay có 85.000 thôi, tại sao không mua vậy? Lý do tại sao không mua vậy? Trời, đừng bắt người ta nói tiếng miền Nam này, bắt người ta nói luôn tiếng Sài Gòn này, bắt người ta nói luôn tiếng Hà Tĩnh luôn. Nếu mà không có mua đó là tôi nói tiếng Hà Tĩnh luôn. Nói tiếng Hà Tĩnh luôn đó các má. Có khi em phải đầu tư bộ micro để đi bán gọi là đi giao thuê. Các chị mua sơn mỏng tay cho em đi. Sơn mỏng tay có 85.000 thôi, mua cho em. Mua sơn móng tay đi. Chị ơi, anh ơi, cô ơi, bác ơi, o ơi, gì ơi, ba ơi, ông ơi, đi qua đi lại mua sơn móng tay cho em đi. Mua sơn móng tay đi. Bà ngoại đi ra lườm phải không? Trang đi. Trang đi. Bà ngoại đi ra lườm đó. Nói tiếng Nghệ An hả? Đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh. Mà nói tiếng Hà Tĩnh mà không ai mua mỏng chân, sơn mỏng chân mỏng tay. Mà mình răng không mua sơn mỏng chân mỏng tay cho hình đẹp. Mà đi mô rồi cùng nhớ về Hà Tĩnh. Mà không nói tiếng Hà Tĩnh thì ba đập cho chết ngắt. Nói giống giọng Vinh hả? Giọng nói giọng Vinh hả? Trời, cái ông nửa 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 miền Bắc nửa Sài Gòn kia, ông nói tôi xàm là sao? Tôi đâu có xàm đâu, vui vậy? Nói chuyện vui mà kêu xàm là sao vậy? Hả? Nói chuyện vui sao kêu người ta nói xàm vậy? Không có xàm nha. Ủa sao cái điện thoại này nó cứ chết rồi, nó cứ tung bay đón gió này. Mẹ nhớ mang kem chống nắng nha mẹ ơi, nhớ mang kem chống nắng nha. Mai nói chuyện với anh An đang soạn đồ cho Mai mà, đâu có nói chuyện với anh An được đâu. Nói chuyện anh An làm gì, nói chuyện cho mọi người vui hơn mà. Nói chuyện anh An làm gì đâu, nói chuyện anh An làm gì. Nói tiếng Nghệ An nhưng mà mọi người có biết, có hiểu tiếng Nghệ An không?
Choa nói tiếng Nghệ An mà không ai hiểu thì nói mình cái chi? Nói tiếng Nghệ An mà nói ai nói chuyện nên nói chuyện mình cái chi? Trời ơi, cái bà sống chung mẹ chồng cái bà gào cái mồm lên kinh quá. Trời ơi, cái màu sơn này nó đẹp quá à. Mà phải sơn hai nước. Hiểu chớ răng không hiểu. Hiểu chớ răng không hiểu. Nhưng mà nói tiếng Hà Tĩnh là có phải là anh, có phải là én mố cũng nói tiếng Hà Tĩnh mố ba hè? Ba ơi, con nói tiếng Hà Tĩnh ba hè. Con nói tiếng Hà Tĩnh mà ba ơi. Có khi mô lên nhốn Hà Tĩnh không? Có gì à? Mà dư lì mà dư không có ăn mô lì nữa rồi. Nói tiếng Sài Gòn đi hả? Trời, đâu có biết nói tiếng Sài Gòn đâu em. Nói chơi chơi vậy thôi đâu biết nói đâu. Đâu vô Sài Gòn đâu biết nói tiếng Sài Gòn em. Nói tiếng Anh luôn đi em. Nói tiếng em thôi, không biết nói tiếng Anh luôn. Bà bơ một cách phũ phàng à? Bà lúc nào mà chẳng bơ. Em có biết là bà ngoại chị là một người phụ nữ lạnh lùng không? Vô cùng lạnh lùng. Tôi sơn kiểu gì mà nó che chét thế này? Sơn kiểu gì mà nó che chét này? Đẹp không? Màu đẹp không? Đẹp quá. Con lệ cô đẹp quá cô ơi. Ôi cô ơi, con lệ cô đẹp quá. Đêm qua bố em bật nhạc gọi là nhạc gì nhỉ? Hôm qua bố nghe cái nhạc gì của Vũ Thiện Nhân ấy. Trời ơi, nửa đêm nghe nhạc lên đồng. Trời ơi, em bảo tắt ngay không, hàng xóm ở xung quanh này, xung quanh hàng xóm người ta tưởng là mình ở người Việt Nam lên đồng thì chết. Tắt ngay nửa đêm rồi còn nghe Nguyễn Thiện Nhân nhảy cô đồng. Nhạc đồng. À cô chín thượng ngàn à? Cô đôi thượng ngàn à? À thế à? Như nào, hát như nào mẹ? Con chỉ thuộc có mỗi một cái bài đấy là con lạy ba ở thế à, cái gì, từ đảo lại nào. Con lạy ba ở trên đàng nghe lời mà con khấn mà trần gian bà về ở bà về. Thấy không, bố thấy con nhiều tài không? Thấy con gái của bố nhiều tài không? Hát quá hay. Nguyễn Thiện Nhân của bố không ăn thua gì đâu nhá. Chẳng qua con không đi thi The Voice Kids thôi. Con mà thi The Voice Kids có khi con giờ này là ca sĩ nổi tiếng rồi đấy. 85.000 thôi. 85.000 thôi, mua vệ tử sơn đi má. Mắc chi ra ngoài tiệm gì cho tốn tiền vậy má. Cái màu này là cái màu đỏ. Màu đỏ gì? Đỏ đô hả? Phải màu đỏ đô không? Sau khi xem bộ phim Sống Chung Với Mẹ Tờ Chồng, sau 5 tập phim em đã rút ra được một kinh nghiệm. Đó là cái đứa con dâu nó ngu vãi nổi. Có thế ạ? Nó ngu vãi nổi, vãi linh hồn. Tại vì mẹ chồng đã ghê gớm rồi, gặp ngay phải cái con đứa con dâu nó bị ngã cây. Con này ngu, gọi là ngu truyền kiếp. Ngu không thể cải tạo được. Mạng lác quá à. Đúng rồi. Chế nào mà cứ chửi mẹ chồng là em không có đồng tình đâu. Vì em thấy cái đứa con dâu này nó cũng bị rảnh bẹn lắm. Con này là nó cũng bị rảnh bẹn lắm. Biết nhà người ta đã gọi là sao? Biết nhà người ta đã ghê gớm rồi còn đâm đầu vào cưới. Cưới xong rồi lại còn hờn dỗi. Hờn dỗi với ai? Con điên. Thế mẹ em rồi, các chế em sơn mà nó che chét quá. Màu đẹp không? Đẹp quá à. Tay đẹp hay là sơn đẹp? Dĩ nhiên là sơn đẹp rồi. Tay thì dĩ nhiên là xấu rồi. À, cái
Nói vậy là chửi đạo diễn à? Ồ, em đâu có chửi đạo diễn đâu. Em chỉ bảo là cái con đấy nó bị ngã cây thôi. Mẹ ơi, mẹ có sơn móng chân móng tay không? Mẹ trả tiền con đi. Mẹ trả con bao nhiêu? Nợ á? Thời này ai cho nợ? Mẹ muốn con sơn móng tay cho mẹ thì mẹ phải trả tiền. Nhưng mà cái gì? Chưa, con đã sơn cho con xong đâu. Mà con đang sơn lem nhem này này, đâu không biết sơn này, sơn tay cứ rung. Này đi ra tiệm sơn cho nó lành, mệt quá. Hát bài đó hay mà, trời ơi. Cái bài vừa xong đó là cái bài đó là em xem hài của Hoài Linh đó các chế. Con lạy bà mà ở trên ngàn, nghe lời mà con khấn trần gian bà về. Đấy, em hát cũng được đấy chứ. Hồng hồng tuyết tuyết đấy. Việt Nam đã bỏ lỡ một nhân tài, đó chính là em Nguyễn Thị Mai. Hát hay hơn cả Nguyễn Thiện Nhân. Thật là buồn. Em không có biết sơn móng tay. Ồ, chân má rồi. Lẹm rồi các má. Lẹm rồi. Chồng chị cứ thu dọn là anh An đi dọn đồ để đã bảo ngày mai dọn đồ để ngày mai đi ấy mà. Ngày mai đi chơi mà. Thì anh An phải thu dọn đồ là đúng rồi. Ui trời ơi, tôi tự sơn móng tay này thôi, thà rằng tôi để móng tay màu trắng còn hơn. Tôi sơn lem nhem thế này, cái màu sơn móng tay nó đẹp như thế này mà tôi lại sơn thế này bao giờ không? Thật là phí hoài nhan sắc. À ôi. Đẹp không có má? Sexy chưa? Không đẹp bằng ra tiệm. Má ơi, dĩ nhiên rồi. Tiền nào của nấy, tự sơn ở nhà bày đặt lại còn đòi đẹp hơn ở tiệm thì có người ta dẹp tiệm mà má. Tôi tiết kiệm nha má, nên tôi mới sơn ở nhà đó. Trời ơi, muốn đẹp người ta tiệm, muốn đẹp phải bỏ tiền nha. Mà tôi keo kiệt cho nên tôi không có đi ra tiệm là vậy đó. Ai mà cũng sơn ở nhà như tôi thì chắc là tiết kiệm được một đống tiền. Đúng không? Dĩ nhiên là ở ngoài tiệm phải đẹp hơn rồi. Nói rứa mà cũng nói. Nói như rứa mà cũng nói. Không ăn được tiền của thợ nail đâu em. Chính xác. Chuẩn 100%. Quá chuẩn. Ăn được tiền của thợ nail thì cũng gãy, gọi là gãy răng nó chế. Đâu dễ dàng gì. Mà em còn không có biết sơn nè. Sơn xong rồi là ngày mai xong bắt đầu chết trên mẹ rồi, sơn cả ra bàn rồi. Thôi. Xong rồi. Nguy cơ là sau khi sơn xong mình sẽ phải tẩy. Nhưng mà cái màu này đẹp quá à. Màu này rất đẹp. Đợi tí cho nó khô xong em sẽ sơn nước thứ hai. Nếu mà xấu quá thì mình sẽ xóa đi, làm gì được nhau. Tí nữa mình sẽ xóa hết những cái xung quanh này đi. Đấy. Thế là mình đã có một màu móng tay đẹp để ngày mai đi chơi. À, bà ngoại đang xem Sống Chung Với Mẹ Chồng. Bà ngoại bảo là cái phim này ấy là người mẹ chồng quá hiền. Cái gì đây? Kim đây. Tự cắt nha, móng tay con chưa có được khô. Móng tay con chưa có được khô này. Sơn móng của Innisfree. Chế ơi, đây. Mua sơn móng tay đây. Ai mua sơn móng tay đây. Đi qua cửa hàng em mua đi. 382 được cân. Mua đi. Mua sơn móng tay đây. À ôi. Rồi. Mua sơn móng tay đây. Mua đi. Sơn ruột.
sốt ruột sốt ruột. Hỏi làm gì? Hỏi làm gì khi mà vẫn phải bỏ tiền ra để mua? Hỏi làm gì khi mà ngày mai vẫn phải đi ra 382 đội cấn để mua? Hỏi làm gì trước sau gì chả phải mua một hai màu để về mà đánh? Đừng hỏi, không được phép hỏi. Hỏi để làm gì? Hỏi rồi vẫn phải mua. Hỏi là bị mất tiền, hiểu chưa? Đừng hỏi. Muốn không có bị mất tiền thì đừng có hỏi. Mà hỏi rồi là sẽ bị mất tiền. Mai bật vào cái mát mai cứ vàng mắt thôi. Mẹ vô duyên đấy nhỉ? Tự nhiên mẹ ngồi chỗ con mẹ bảo là nóng vàng mắt. Nóng là việc của mẹ phải tự bật điều hòa chứ. Bật đây này, nóng sau lưng mẹ kìa. Mẹ thật là vô duyên. Mẹ ạ, nóng đấy là việc của mẹ, con không thể nóng. Tự nhiên mẹ kêu nóng xong rồi mẹ than thở là sao? Đừng bật quạt đấy mẹ, bật điều hòa sau lưng mẹ kìa. Người phụ nữ vô duyên nhất thời đại mang tên Trần Thị Hiền. Ơ mẹ ơi. Đấy, lần thứ hai mẹ trở nên vô duyên. Cái điều hòa phải bật bằng điều khiển chứ mẹ, có nút on off kìa. Mẹ có ấn đâu. Thật sự là bó tay với mẹ. Ơ tập này xem rồi cơ mà. Tập nào xem rồi? Xem lại. Mình thích thì mình xem lại thôi. Mình thích sống chung với mẹ chồng thì mình xem lại thôi. Mình thích thì mình xem lại thôi. Chuẩn bị đánh nhau rồi. Nhà mình chuẩn bị đánh nhau vì sống chung với mẹ chồng. Đấy, đang xem dở đi đây. Mình thích thì mình xem lại thôi. Trời ơi, quá miệng. Mình thích thì mình thích thì chuẩn bị nhà mình sẽ có chiến tranh xảy ra thôi. Mình thích thì cả nhà đánh nhau vì sống chung với mẹ chồng thôi. Quá nghiện ngập. Nghiện không thể bỏ được. Đợi xíu cơ chế, em đang sơn móng tay. Màu còn đẹp không mẹ ơi? Đẹp chưa? Sơn hai nước là lên nhìn trắng da quá à. Ôi. Mình sơn móng chân móng tay giống nhau nhỉ? Trình độ của mình thật là siêu cao đẳng ảo ơi. Thật là siêu cao đẳng quá đi. Cái kìm này mình cái kìm kia đâu hả mày? Cái mà bấm kia đâu? Cái gì bấm móng tay không có. Đợi con tí con cắt cho. Mà thôi mẹ đi dọn đồ đi. Dọn xong rồi, tí nữa móng tay con khô con sơn nhá. Mẹ đi mà ra mà xem sống chung với mẹ chồng. Mẹ sẽ xịn nó. Ôi giời ơi, nói thì ít thở thì nhiều, sợ mẹ, quá. Mẹ có quả đau tim với quả ngất của mẹ, quả em đau sợ đau với quả ngất của mẹ thôi rồi. Em sợ cái bà mẹ chồng nói thì ít thở thì nhiều quá, thở như kiểu gọi là chết đến nơi ấy. Trời ơi má ơi. Anh An hả? Anh An chăm hả? Anh An dĩ nhiên là chăm, anh An lúc nào cũng chăm. Anh An lúc nào cũng đáng yêu. À hi hi, mình cãi nhau mà nó không thèm cãi nhau lại với mình. Mình thích thì mình quá đáng thôi. Hai nước đẹp không? Nè. Mỗi tội là em sơn đúng là kiểu gọi là, nói chung là sơn một cách gọi là amateur đó. Sơn không có chuẩn luôn á, nhưng mà màu đẹp quá à. Màu rất trắng da luôn. Cái thằng này chỉ muốn đập chết ấy, đất tài vô dụng ghê gớm. Tại sao mẹ lại đập chết nó? Thế bây giờ bây giờ lấy chồng về đập chết à? Thế con có được phép đập chết anh An không? Thì nó ngu như thế, nó không biết cách xử lý. Ngu không biết xử lý, nhưng bây giờ theo mẹ là cương vị của một người mẹ vợ, con có được phép đập chết chồng con không? Mẹ thì nó có quá đáng đâu mà đập chết. Sao mẹ biết là anh An không quá đáng? Thì không nhìn thấy. Không nhìn thấy á? Ừ, không nhìn thấy là coi như không biết còn gì. Thế biết đâu anh An quá đáng với con thì được. Thì đấy là không biết mà, có nhìn thấy đâu mà biết, nhưng là con lại nhìn thấy này. Thế bây giờ con hỏi mẹ. Thế thì con mới hỏi mẹ. Thế bây giờ anh An quá đáng, con có được phép đập chết anh An không? Thì mẹ chưa thấy quá đáng thì chưa được phép. Hả? Thế vì anh cứ giấu giếm anh ấy quá đáng với con thì con không được phép đập chết anh à?
Nhưng mà bây giờ cho nhìn thấy. Biết đâu, biết đâu anh ấy sống hai mặt thì sao? Nhìn thấy thì cũng phê chuẩn. Nhưng mà biết đâu anh ấy sống hai mặt thì sao? Trước mặt bố, trước mặt mẹ với mọi người thì anh ấy chăm sóc con các kiểu, xong rồi sau lưng thì anh ấy quá đáng thì sao? Có được đập chết không? Nhìn thấy thì là phê chuẩn, như bây giờ nhìn thấy. Nhìn thấy thì còn gì nữa. Nhìn thấy thì còn gì mà nói chuyện nữa. Thế là vẫn không được đập chết à? Chưa. Không được đập chết con rể à? Chưa nhìn thấy, chưa được phê chuẩn. Tại sao vậy? Đẹp thế. Thế sao vậy? Thôi đừng đừng khen son sơn móng tay đẹp nữa. Họ đang tập trung câu chuyện. Thế có được đập chết chồng không? Có được không? Không. Tại sao? Thì không mà không sao. Bố láo ăn cắp đập chết luôn. Cùng lắm thì về với mẹ, sao đập chết người? Cùng lắm là về với mẹ thôi đúng không? Không cần phải đập chết người à? Đúng rồi. Đập chết người đi tù cũng được sao? Không được. Không được à? Đi tù là hết đời rồi. Đi tù không ăn thua à? Nói chung là bị chồng, có ghét chồng thì thôi về với mẹ thôi đúng không? Đúng. Mẹ làm gì có tiền? Trời ơi, sao phải tiền, có cơm ăn là được chứ sao? Trời ơi, về với mẹ làm gì có cơm ăn? Xong có cơm. Cơm đâu ra? 2 sào rưỡi ruộng chứ không có cơm. Trời ơi, đâu có biết cấy đâu. Mẹ cấy. Mẹ cấy được ok. Ừ. Mẹ cấy nhưng mà ăn mỗi cơm, không có thịt thì ăn làm gì? Thế thôi, ăn cơm. Không, ở đây được, ở đây sướng chết thì được, ở đây cạnh anh ăn ngày nào cũng được ăn thịt. Về. Về với mẹ chỉ ăn cơm không, cháu về. Cháu về đâu. Về xong mấy hôm ăn được mấy bữa mẹ lại đuổi đi. Thôi. Chuẩn bị tinh thần là cũng phải thôi. Thế có được về với nhà mẹ đẻ không? Có được không? Nhưng mà được ở mấy hôm? Mấy hôm cũng được. Thế lúc ấy có con rồi có được đưa con về luôn không? Ở 3-4 hôm thôi á. Ở 3-4 hôm thì ở làm gì? Hả mẹ? Mẹ chỉ cho ở 3-4 hôm thì thôi. Mẹ thà mẹ bảo rằng là mày đừng có về còn hơn. Hả mẹ à? Đi đâu rồi? Chạy đâu nhanh thế? Chạy đâu nhanh thế? Chạy đâu nhanh thế? Đúng rồi, nói cái gì nó phải đúng thì thôi chứ. Con điên. Chưa gặp cái con nào mà sống chung với mẹ chồng mà nó điên như cái con đó. Con nó tên là gì cơ chế? Cái con diễn viên chính của sống chung với mẹ chồng là con gì đó? Con nó tên là gì cơ chế? Hả cơ chế? Trả lời em. Trả lời em nhanh. Cái con diễn viên chính nó tên là gì? Con diễn viên sống chung với mẹ chồng đó nó tên là gì? Để em tế bố nó lên. Tên Vân à? Vân à? Ơ, sao vừa bảo Thanh? Sao người thì tên là Vân, người tên là Thanh à các má? Xong có một diễn viên mà lắm tên, tên ở trong phim thôi. Đâu có chửi người ta ngoài đời thực đâu, người ngoài đời thực người ta là diễn viên mà các má. Đang chửi là chửi cái con ở trong phim thôi các má. Thanh Vân, Vân Vân và Mây Mây. Mẹ con này, mẹ con Vân này. Con Bành Thị Vân này. Con gọi là ngu hết phần của thiên hạ này. Mày quá ngu. Thiên hạ đệ nhất ngu. Tên Vân à? Tên Vân à? Thôi ai chửi Thanh? Thanh là diễn viên, mình không có được chửi. Mình chỉ chửi con Vân thôi. Đợi cho nó khô đã cả chị. Không, em chửi con Vân thôi. Thanh là tên thật là mình không có được chửi. Người ta là diễn viên theo ý đồ của đạo diễn. Vân ơi, Vân ơi, Vân ơi, Vân ơi, sao em ngu hết phần thiên hạ? Em ngu vừa vừa phải phải, sao em ngu hết cả phần người ta? Người ta có 1%, 100% ngu, làm ơn em chỉ ngu tầm 20% thôi. Sao em giành hết phần của thiên hạ vậy em? Em ngu đến 80% thì còn cái gì nữa là người hả em? Em ngu quá. Đạo diễn hả? Đạo diễn đâu có gì đâu chửi. Làm phim cho vui vậy thôi, coi vậy thôi, đâu có gì đâu các má. Thêm một lớp nữa, thêm một lớp phủ bóng nữa.
Mẹ có sơn móng chân móng tay không đâu? Cắt chưa? Tại sao lúc nay đang nói chuyện dở cái vấn đề nóng hổi thời sự mà lại bỏ đi thế? Con lấy cái chậu để ngâm móng chân để con cắt mà. Tại sao mẹ lại bỏ đi phũ phàng thế? Mà chưa, cái hành nó đang tắm chưa lấy được nước nóng. Lý do tại sao mẹ lại phũ phàng với con cái thế? Ngâm nước lạnh được không? Ngâm nước lạnh, ai biết được mẹ? Mẹ ngâm gì ngâm? Con cái đang nói chuyện tâm sự thì lại bỏ đi. Phũ phàng như vậy không? Một người mẹ như vậy, mẹ thấy mẹ quá đáng không mẹ? Con thấy quá đáng không? Con thấy quá là quá đáng, đang nói chuyện thì tự nhiên lại bỏ đi. Không thích nghe thì có thể bỏ đi à? Thế theo mẹ bây giờ con nói chuyện với mẹ chồng mà con không thích nghe, con có được phép bỏ đi không? Hả mẹ? Theo mẹ thì con có được phép bỏ đi không? Nếu con đang nói chuyện với mẹ chồng mà con không thích, con được phép bỏ đi không? Đấy là việc của mẹ chồng. Thế mẹ đẻ với mẹ chồng có gì khác nhau? Mẹ không được làm mẹ chồng. Ai bảo mẹ không đẻ con trai? Thiệt thòi gì, có con gái sướng chết thì được, lại còn bày đặt. Con là như mẹ là con sướng lắm đấy. Tự nhiên có hai cô con gái quá sướng. Tiếp tự nhiên mang nặng đẻ đau với hàng năm trời tự nhiên. Con mà như mẹ là con cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời đấy. Tự nhiên có hai cô con gái xinh gái quá. Đã thế lại còn ngoài xinh gái ra còn lại giỏi giang nữa chứ. mẹ thấy sao? Hả mẹ? Có công nhận không? Mà con mà như mẹ là con đi con khoe khắp thiên hạ. Con nhìn thấy ai con cũng bảo trời ơi con gái tôi đẹp quá. Trời ơi con gái tôi đáng yêu quá. Mà con đâu có thấy mẹ đi khoe với thiên hạ đâu, sao vậy? Xấu hổ hả? Khoe lúc nào vậy? Sao không nghe thấy vậy? Phải gọi con ra để khoe chứ đâu có ai nói tới tai con là hả mẹ mày đi khoe đâu. Mọi người chỉ bảo là ôi rồi mẹ mày suốt ngày nói xấu chúng mày. Mẹ mày bảo chúng mày bị ế. Chả có mẹ nào nói xấu con. Con nghe thấy như thế, con nghe thấy là bảo là chúng con mấy con này bị ế. Tao có hai đứa con gái mà nó bị ế cả hai đứa. Xong rồi nó lại lười làm việc nhà. May mà có thằng nào nó rước, không thì chắc là không có thằng nào nó rước. Hai quả bom nổ chợ. Đợt này lúc kia là xem rồi còn gì khiếp. Xem rồi thì thôi để cho bà với bố xem lại được sao? Sao mà cứ bức xúc thế? Bố thọ mày xem rồi bây giờ nghiện quá xem lại thì có ấy. Sao cứ bức xúc thì con đừng ngồi xem đâu mà sao cứ bức xúc thế? Vấn đề là lý do tại sao? Chỉ vì là cái bộ phim thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm thế. Xem rồi xem lại cũng được, sao mình thích thì mình xem lại thôi. Ôi giời ơi. Đứa nào lồng tiếng phim mà giống tiếng của mình thế? Mẹ có thấy nhiều đứa lồng tiếng phim giống tiếng con không? Cái này lồng tiếng thật đấy, con Bảo Thanh nó chẳng bảo thay. Chùa ngoà vãi. Tập này là lồng tiếng thật đấy. Lồng tiếng thật à? Lồng tiếng thật của người của người diễn viên à? Thế à? Chứ không có phải lồng tiếng giả. Có khi con nên đi làm diễn viên lồng tiếng vì giọng con rất là chua. Giọng con rất là ghê gớm, rất là chua. Hợp đấy. Rồi, đã xong, bây giờ đến phần gọi là chỉnh sửa. Đã xong cơ chế, đẹp không? Màu thì có đẹp, nhưng mà... Ôi dồi ôi, nó choe choét. Nó choe choét vì cái tội em không có biết sơn. Nhưng mà nó rất là bóng. Đâu rồi, chọn để im cơ chế, em chọn cho cơ chế cái móng nào nó ít bị hoa hòe hoa sói nhất để cơ chế xem. Bóng không? Tên 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 tên. Bóng không? Đẹp không? Đẹp thì nói là đẹp đi. Đẹp quá à? Khen cái móng tay thôi, đừng có khen bàn tay nha, bàn tay không có đẹp nha. May mà người nào nó trước, không thì không có người nào trước. Ngày xưa mẹ chị còn bảo là có chó nó lấy mày. Cái loại mày có chó nó lấy mày lười thối xác là. Đau khổ không? Không sao, nó có thằng rước mình rồi. Mẹ sơn móng tay không? Hả? Ăn chơi đấy. Sơn móng tay cả móng chân. Trời ơi. Không thấy đang ngâm chân này à? Sành điệu nha, trời ơi, đúng là của gọi là không mất tiền. Của không mất tiền là mình cứ dùng tự nhiên, sợ quá. Đây là
có con hầu. Của không mất tiền có người hầu hạ là tự nhiên là bây giờ là muốn sơn cả chân cả tay. Lúc nãy vừa bảo sơn chân thôi, bây giờ đã lấn chiếm sang cả tay nữa rồi. Chết rồi, con vừa chạm vào đây rồi này. Thì nó khô ra. Bật quạt lên. Quạt ở đây, mẹ bật điều hòa từ đây. Không phải màu đen má ơi, đây là màu này, màu này là màu mận chín. Màu mận chín, à, không phải, màu phải màu mận chín không? Ờ, à, màu mận chín đó có má. Màu mận chín. Hả? Đang tắm. Hạnh đang tắm. Giống mà đang bảo mày đeo kính mà không ra đậu bà Phương kìa. Bà Phương đẹp hơn hay là Hạnh đẹp hơn? Hôm nay nhà em dẫn các nhà em đi sắm đồ. Em gái em đã sắm được một cái kính gọi là kính theo style sống chung với mẹ chồng. Đó là bà Phương trong bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Có cái kính mà đeo kính mà cứ trễ trễ xong bắt đầu trừng mắt như này này. Xong em gái em cũng mua một cái kính như vậy. Mua rồi. Để ngày mai mang đi xì tai chụp ảnh. Thôi thôi thôi. Đợi cái này khô khô đã. Xong sơn móng chân. Đâu đưa tay đeo sơn cho. Đã cắt cho mà sơn. Cắt móng tay á? Ừ. Con cắt cho mẹ đâu? Thế mà cắt để ai cắt? Hờ. Tay con này còn lâu con mới cắt, tay con còn đang khô đã. Còn lâu mới khô, ít nhất phải 1 2 tiếng. Điều. Ơ, nói thật con sơn nhá, 1 2 3 4 lớp. Máy khò nó mới khò cái là nó khô. 2 lớp màu, 1 lớp lót, 1 lớp bóng. 4 lớp. Này, máy khò nó mẹ khò cho, máy sấy không sấy tóc ấy, sấy một cái khô luôn. Không. Tay này bây giờ là tay ngọc, tay ngà. Ôi giời ơi. Tay này là tay của mẫu hậu, tay của gọi là hoàng hậu. Hoàng hậu không bằng là lão nương nhá. Lão nương không ăn thua gì, tay này hoàng hậu bây giờ chỉ ngồi thôi. Bây giờ mẹ chỉ phục vụ con thôi. Đó. Mẹ phải hiểu rằng là cái gì, mẫu hậu cũng không ăn thua bằng hoàng hậu, vì hoàng hậu bây giờ vợ vua cơ mà. Vợ vua là sao mà có quyền? Vợ vua là có quyền chứ còn hoàng thái hậu thì chỉ gọi là ở hậu cung thôi. Nhưng thái hậu bây giờ có quyền. Thái hậu. Vua còn sợ thái hậu nữa. Vua không bao giờ sợ thái hậu luôn. Cái gì bà? Bà không nghe thấy gì à? À thôi thôi, nói bé bé thôi. Bà xem tivi bé bé đi ấy. Bà đang bật tivi to, bà đang nghe Sống Chung Mẹ Chồng to hơn con, cả con nói. Thôi, không trêu bà nữa. Thôi đi ngủ. Sơn móng chân móng tay xong đi ngủ. Bye bye các chế. Các chế đi ngủ đi. Hẹn các chế ngày mai.